Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Ok, thì trong tập hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện các thử thách mà các bạn đã đặt ra. Chưa gì đã có con Charizard nó xuất hiện rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành đi khám phá cái vùng Mesa này nha các bạn. Charizard, để mình tìm xem nó ở đâu rồi. Haha, vùng Mesa. Và chính xác hơn đây là Mesa Prime nha các bạn. Vùng này thì xuất hiện rất là nhiều em Charizard luôn. Con này cấp 50, lụm nó luôn nha các bạn. Đỡ phải mất công phải tiến hóa nữa. Thì tập hôm nay mình sẽ làm hai thử thách, đó chính là tiến hóa và hoặc là thu phục Charizard. Thử thách thứ hai đó chính là tiến hóa Plasticin. Ok, chuyển qua NT và chúng ta hãy tiếp tục bắt nó thôi các bạn ơi. Mới vào đã gặp được em Charizard rồi, quá xịn luôn. Mình sẽ dùng quả Whipple nha các bạn. Cứ đầu tiên là dùng Whipple thôi. Wow, cái em boss đi địch kìa. Từ từ, để chúng ta xem thử nào. Ủa, thành công luôn. Thế là thử thách đầu tiên các bạn đã đặt ra thành công rồi nha các bạn. Thử thách thu phục Charizard. Ở đây thì mình sẽ coi thử em Charizard này cái thông tin nó như thế nào nha. Đây, thông tin của Charizard này. Con này kích thước Ordinary, kích thước nguyên mẫu các bạn ơi. Và trừ Special Attack nhưng mà cộng Attack cũng tầm tạm thôi. Ở đây mình sẽ lấy em Toxic luôn. Toxic thì nó nằm bên đây, nằm tút bên đây lận. Đâu rồi, đây. Em gà lửa đây các bạn ơi, lụm nó luôn thôi. Toxic. Rồi mình sẽ lấy cái XP Share ra. Lần này thì chúng ta sẽ đi tiến hóa cái cấp 2 của con tiến hóa cấp 2 của Charmander thôi. Tại vì cấp 3 mình có rồi, đỡ mất công phải tiến hóa nữa. Đây, cái em boss tiếp liệt nha. Bốc cái heo phép rồi chúng ta sẽ đi qua đánh boss luôn. Nó có một cái cổng Ultra Space ở đây nè. Xịn nha. Qua dứt em đít liệt này thôi các bạn ơi. Nó lại xịn luôn. Đít liệt nó nằm dưới hang hả ta? Có vẻ là đít liệt nằm dưới hang rồi các bạn ơi. Nằm chỗ này nè. Rồi, cùng đào xuống luôn nha. Các block ở Mesa nó rất là đẹp nha. Ở đây thì đất sét rất là nhiều luôn. Đây là cái khu củ vàng và mấy cái mỏ các bạn. Mấy cái Abandoned Mine Shaft đó, rất là sướng luôn nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xử em Dislit này luôn. Dislit hả mày? Đâu rồi? Cho mày sacrifice một phát nha con. Mày nè, hồ một phát chết luôn. Và em Charmander của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa đấy kìa. Rất là xịn luôn. Vậy mới đã chứ. Rồi, để mình cho nó tiến hóa lên con Charmeleon. Học được Dragon Ray. Ok, về phần cái con Charmeleon này thì mình sẽ không sử dụng nha. Mình sẽ tính sao. Kích thước nó là rune thôi, nên mình sẽ không sử dụng nó đâu. Mình sẽ sử dụng những con mà nó bự thôi. Chỉ qua con Toxic. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện thử thách thứ hai trong ngày hôm nay nha. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện có thể là 2 hoặc là 3 thử thách thôi nha các bạn. Đâu đó tầm đấy thôi. Rồi. Ok, cái đuốc này không nghe lời tao hả? Chúng ta sẽ chọn đường đi lên cái thôi nè. Chọn đường đi lên. Đi lên. Cái cổng qua Ultra Space nó biến mất rồi kìa. Trời ơi, lầy quá vậy. Mình cất cái Disney vô cái đã. Con Aaron hả? Ok. Phía bên này rất là rộng các bạn ơi. Vùng Mesa cực kỳ bự luôn. Trời ơi, có gì hot không? Rock'n'Rolla hả? Ok, chúng ta sẽ đi qua dứt em Rock'n'Rolla này luôn nha. Đây, nhìn nó bự thế nha. Chuyển qua em NT để mà giết nó luôn nha. Thôi, Rock'n'Rolla nó lại xịn lắm luôn. Sacrifice nó nè. Cho nó bị cháy ngay. Rồi mình sẽ tiếp tục Lava Plum nó. Skill Lava Plum của mình nó rất là mạnh các bạn ơi. Nó cấu một lần một đống máu luôn đó. Ok, Fire Blast này nè con. Và em Toxic nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi kìa. Rất là xịn luôn. Rất là đẹp. Từ khi mà Pixelmon nó cập nhật lên bản 7.0 rồi đó, thì mình thấy các Pokemon mà trên cấp
40 mấy, nói chung là tầm cấp 50 trở lên á, đó, nó xuất hiện rất là nhiều. Và cái điều đó nó có lợi cho chúng ta khi mà luyện cấp đó các bạn. Nó lại xịn lắm luôn. Ok. Ai da, cái con kia nó muốn xử mình hay sao á. Một ba nét te nè, mình chưa có. Ok, lại tiếp tục luyện level cho em Combusken này thôi. Cấp 2 của Toxic Combusken. Và chúng ta đang cần cấp 3 của nó là Blaziken nha các bạn. Mày hay ba nét te. Dứt mày luôn. Lava Lâm đó. Ui, không trụ nổ một skill của nó thôi. Mình sẽ dùng Dít nha các bạn. Kiểu Dít này nó cũng khá là mạnh đó. Nhưng mà nó sử dụng skill thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian luôn. Trời, chết luôn rồi. À, chuyển qua em này, Bubble Beam này nè con. Mày nè, ok, rồi. Chắc không có trụ nổi skill thứ hai đâu. Cái này nó ghê quá. Vẫn trụ nổi rồi, còn một máu luôn. Thú vị, thú vị. Chuyển qua Incinerod nè, mình sẽ dùng Flamethrower nó nha. Ồ, Incinerod của mình sao trâu thế nha. Ồ, lên cấp rất là nhiều luôn nha các bạn. Trời ơi, xịn quá chừng luôn. Ok, phải như vậy chứ. Đó. Rồi, bây giờ chúng... con này con gì đây? Đó, Vinlepi các bạn ơi. Vinlepi. Con này mình thì đã có rồi. Mình thu phục nó cũng lâu rồi. Bây giờ mình sẽ dứt nó luôn. Nó đang mang level 50 đó. Lên được một cấp nữa các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn, trời ơi. Ý da, Robin Rola. Con này nó bự thế nha. Beldum nè các bạn. Đây là cấp 1 của con Metaross nha các bạn. Một trong những Pokemon mà khó thu phục nhất của cái game này. Cũng như là của cái những cái trò chơi liên quan về Pokemon đó. Đây là Pokemon giả huyền thoại các bạn ơi. Á thần. Nó rất là khó thu phục luôn. Trời ơi. Đúng thiệt là chán mà. Chúng ta sẽ câu máu nó một xíu đi. Chuyển qua NT. Rồi, thu phục nó trước bằng quả Whipball nha các bạn. Để mình coi mình có trải qua những cái cảm giác ức chế khi mà thu phục con này nữa hay không. Hy vọng ở bản này chúng ta sẽ thu phục dễ hơn. Trời ơi. Whipball cũng thành công rồi. Có vẻ khó nha các bạn. Tuy nó cấp 20 mà mình sẽ cố gắng sử dụng Livon thử xem nha. Cố gắng xài Livon vẫn không được. Wow, nó khá khó nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với mấy quả Liverborn nữa nha. Coi như đây là một trang nháp đi. Chúng ta sẽ thử sức với em Beldum này thôi. Đây mới chỉ là cấp 1 của Metaross thôi nha các bạn. Metan và Metaross thì nó sẽ lại khó thu phục hơn rất là nhiều nữa đó. Con này nó đánh mình nó tự mất máu nè. Đây là skill nội tại của nó hay cái gì đó rồi. Lúc nào cũng đánh xong tự câu máu của nó. Các bạn thấy không, nó cứ tục máu nó dần dần thôi. Tiếp tục là Liverborn. Trời ơi, chấp mày luôn nha con. Ui, không thành công rồi. Khó nha. Chúng ta sẽ qua quả Thunderbolt nha các bạn. Phải biết đổi quả cầu chứ không là nó hành mình sắp mặt luôn. Wow, khó ăn đây. Tiếp tục là Thunderbolt. Mình đang cảm thấy khá là ức chế rồi đó. Nó lắc hơi lâu nhưng mà vẫn không thành công các bạn ơi. Wow, khó nha. Chuyển qua em Menafi. Ui, nó tự xét rồi kìa. Wow, mày. Vẫn còn khá là nhiều em Beldum ở đây. Không sao cả. Chúng ta sẽ lại tiếp tục bắt em này thôi nha các bạn. Rồi, thế này mình sẽ không chuyển qua Menafi nữa. Chứ Menafi. Trời ơi, con kia nó tự tử luôn kìa. Ghê thiệt. Rồi, bây giờ là chuyển qua NT trước nha. Chuyển qua NT đi. Mình định bấm vào Menafi để thử nó còn tự tử hay không. Ok. Whipball nha. Mình nghĩ là quả Liverpool nó sẽ không có tác dụng với những con này rồi đó. Whipball cũng vậy luôn nè. Giờ là chỉ mong chờ tới quả Thunderbolt thôi nha các bạn. Đúng là con á thần khó thu phục mà. Trời ơi. Nó khó thu phục như vậy là hơn cả huyền thoại đó các bạn ơi. Trong những season trước mình phải rất là khó khăn để mà có được những em như này nè. Beldum. Wow. Tiếp tục là Thunderbolt. Wow, cái bộ khó đây.
Để nó coi mấy quả Tamawan của mình như là cỏ rác vậy, không có xin nhê với nó luôn. Và nó đang mất máu dần các bạn ơi. Đó, tiếp tục là Tamawan thôi. Hy vọng là thành công nha. Wow, có vẻ khó nha. Tamawan tiếp nè. Hey da. Con bèo đâm này khó chịu quá ta. Tiếp tục. Tiếp tục là Tamawan. Nãy giờ là nó tốn hơi bị nhiều Tamawan của mình rồi đó. Con bèo đâm này, trời ơi. Trời ơi, nó tự sát luôn kìa. Trời ơi, nói một hồi nó tự ái xong nó tự sát luôn. Đỉnh mệnh. Ok, nếu không thu phục được thì thôi, chúng ta sẽ đi qua với những em khác nha các bạn. Bèo đâm, đó cũng là một thử thách mà các bạn đã đặt ra. Nhưng mà chúng ta sẽ từ từ cái đã. Trước mắt là tiến hóa em Combat Skin này lên Black Skin cái đã. Đây, một cái Wormhole đi qua Ultra Space nữa đó. Bèo đâm boss luôn nè. Wow, bèo đâm thường. Đây là cơ hội để mà chúng ta gỡ gạc các bạn ơi. Lại một em bèo đâm nữa. Wow, nhìn nó khá là nhỏ nha. Rồi. Charizard nó bay kìa các bạn. Wow, xịn nha. Ở cái vùng Mesa Bright này thì Charizard nó rất là nhiều luôn. Bèo đâm, Quang nãy giờ cứ bị hụt thôi nha. Double kick mình nè con. Skill này thì nó sẽ cấu của nó hết nửa cây máu. Rồi mình sẽ dùng một skill nữa, đó chính là đây. Đó, kích nó một phát. Trời, nó cũng cấu máu mình không kém đâu các bạn ơi. Pack nó một phát chứ. Ok, đủ rồi. Nó đang dần dần bị mất máu rồi các bạn. Hey da. Đây là con bèo đâm thứ ba của chúng ta. Lại tiếp tục là Whitbon thôi. Cứ Whitbon và Tamawan đi. Đó, Whitbon và Tamawan thôi. Wow, khó khăn. Tamawan, thằng này thì đừng hòng mà chạy trốn như mày. Nó cũng đang mất máu dần luôn các bạn ơi. Khó nha. Tamawan tiếp tục nha. Em Aaron nè. Aaron này nhìn bự nha. Xinh xinh. Rồi, tiếp tục là Tamawan nha các bạn. Nó đang dần dần mất máu kìa. Giờ mất máu nó phải tăng tỷ lệ lên cho tôi chứ. Tại sao càng ngày càng khó vậy? Tamawan nữa nè. Charizard nó lại bay qua tiếp nữa các bạn ơi. Đây là thiên đường của Charizard rồi. Quá xịn luôn. Để tí nữa mình sẽ tìm một con Charizard mà điểm nó thích hợp nha các bạn. Để chúng ta có thể bắt nó gọn gàng luôn. Béo đứng nó tự sát một lần nữa rồi. Hai con Charizard luôn, xịn nha. Trời ơi. Ok, mình lại chế tạo một mớ cái quả cầu nữa các bạn ơi. Về nhà chỉ biết chế tạo cầu thôi. Bèo đâm nó làm hao cầu của mình quá. Đây mình có rất là nhiều luôn. Quên. Đèn để đây không có chế tạo được. Cái con hop pip kia. Sao đi gần tôi quá vậy? Nó thách đấu mình luôn kìa. Con này mình chưa có. Mình cứ nghĩ là mình có rồi. Trời ơi. Thôi để chúng ta sẵn thu phục nó luôn nha các bạn. Chưa có thì bây giờ sẽ có luôn. Ok, mình sẽ chuyển qua con NT. Chúng ta sẽ sử dụng quả Liverpool nha. Liverpool. Trời ơi, nó bị lỗi nè. Trời ơi, chúng ta không thể nhìn được cái trận chiến rồi. Dở nha. Lâu nó hơi bị vậy nè các bạn. Rồi, em Hot Whip đã bị bắt rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đứng đây và chế tạo thêm một mớ cầu nữa nha. Đầu tiên sẽ là quả Pokeball nè. Mình cũng đang thiếu quả này. Ok, tiếp tục chế tạo thôi. Vùng này nó lại có một cái... một con bèo đâm nữa nè. Xin. Mình đang nhìn cái Wormhole đi qua thế giới Ultra đó các bạn. Bèo đâm nè. Cấp 12. Lần này có tỷ lệ bắt cao hơn rồi đó các bạn. Nó lại chín. Rồi, và nó cũng đang rút máu như thường luôn. Đầu tiên là quả Whitbon nha. Cấp 12 thì quá ngon rồi, còn gì bằng nữa. Đúng là thiên đường của Charizard. Các bạn nhìn kìa.
mấy con Charizard liền nó bay à. Đây là Charizard của phiên bản mới đấy các bạn. Tamerborn đi. Tamerborn. Wow. Wow, Charizard đâu nhiều quá vậy. Chín quá à. Đúng là con này sao rồi nghe nó hiếm lắm mà sao giờ đi qua Mesa Prime nó xuất hiện nhiều quá vậy ta. Chắc là do những cái bản cập nhật này nó có cái mở rộng địa hình xuất hiện đó các bạn. Nó làm cho những con Pokemon này xuất hiện ở nhiều vùng khác nhau nữa. Nó sẽ xịn hơn rất là nhiều luôn đó. Ok, quay trở lại với em Beldum của chúng ta. Liverpool. Tamerborn không được thì Liverpool thôi. Có gì đâu phải ngại. Rồi mình sẽ bắt em này luôn, sẽ cố gắng nha các bạn. Rồi, thử thách đầu tiên là thử thách Charizard đã làm xong. Hey. Mới nhắc xong con Charizard này bay qua đây làm cái gì? Tính bay qua đây làm cái gì hả? Tiếp tục là Liverpool nha. Cứ Liverpool mà xả ra thôi. Wow, khó khăn nha. Các bạn thấy không? Một con cấp 12 thôi. Nó làm khó mình rất là nhiều rồi. Giờ nhắc tới Beldum, Metang và Metaross là một loại nỗi ám ảnh đối với mình đó các bạn. Đáng sợ thiệt. Chúng ta sẽ chuyển qua quả khác đi. Không thể thấy được con Beldum rồi. Chuyển qua Tamerborn thôi. Lần này thì chuyển qua Tamerborn nha các bạn. Nó không gọi là cái tỷ lệ nó như là nó 99% là bắt trượt và 1% là bắt trúng vậy. Khó quá nha. Trời ơi. Và lần này thì như thế nào đây? Yes, Beldum cuối cùng cũng đã được bắt rồi các bạn ơi. Và thử thách này mình sẽ đặt là thử thách thứ hai nha các bạn. Đây là thử thách thu phục Beldum. Các bạn có đặt cho mình thử thách là bắt Metaross, nhưng mà mình bắt Beldum là sẽ có Metaross thôi. Kích thước Giant và trừ Special Attack. Hey, cũng được. Bắt nó là được rồi. Metan. Metan. Wow, đây là cấp 2 của Beldum nè các bạn. Mình sẽ không bắt con này đâu và mình sẽ giết nó. Mình đã cày 3 con Beldum trước rất là lâu rồi. Lần này là tới cái con Metan này sẽ trả đủ. Sẽ bị trả đủ. Metan cấp 44 luôn. Cấp 12 bắt đã khó rồi, cấp 44 bắt như thế nào nữa. Nó có cái con gì đấy? Charizard. Đây là boss các bạn ơi, Charizard Y. Metan cũng đã bị chết rồi nha các bạn. Cho chúng mày sợ. Trên đây, Fennekin. Trời ơi, nó lại xịn luôn. Fennekin. Và đây sẽ là thử thách thứ ba trong ngày hôm nay nha các bạn. Thử thách thu phục bộ ba vùng Kalos. Mình đã có em Rocky và em Jaspin rồi. Và lần này Fennekin nó cũng đã xuất hiện luôn. Chúng ta sẽ bắt em này để cho đủ bộ ba vùng Kalos nha. Bộ ba khởi đầu vùng Kalos. Lần này thì quá đơn giản luôn. Mấy con này thì không có gì khó hết. Rồi, đủ bộ ba vùng Kalos rồi nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục thực hiện các thử thách tiếp theo. Có cái Furry Shy kìa. Furry Shy. Và con Hardum. Hardum. Mình sẽ dứt nó lẹ luôn bằng Z-Gate nha các bạn. Z-Gate của mình nó có chiêu đít á, nó rất là mạnh luôn. Đít rất là mạnh luôn nha. Đó, cấu hết nửa cây máu của nó luôn. Đít một phát nữa nè. Cho một hit nữa nè con. Mặc dù hơi tốn thời gian để thi triển nhưng mà không sao. Đó, rồi lần này mình sẽ sử dụng chiêu Bulldoze. Bulldoze. Đó, gọn trơn luôn. Cho mình đá Mega của Houndoom và Steelium hả ta? Steelium Z quá xịn luôn. Rồi, lại lên đường tiếp thôi. Nãy giờ mình có phát hiện ra mấy cái Fairy Shrine các bạn ơi. Đây. Đây là cấp 2 của em Salamin. Siêu Gin. Cấp 1 là 3 Gin và cấp 3 là Salamin. Em thằng làng bay rất là đẹp luôn. Lần này thì chúng ta sẽ cố gắng thu phục nó đi. Mình sẽ chuyển qua Incineroar để mà Flamethrower nó. Đó. Vậy mới tiện chứ. Flamethrower. Wow, may quá nó chưa chết. Mấy em tí nữa là quá tay rồi. Rồi, chuyển qua NT. Thu phục lẹ nó luôn nha các bạn. Hy vọng nó sẽ không khó thu phục như mấy em. Như mấy em Beldum hồi nãy. Trời ơi, đúng là một câu chuyện buồn mà. Whipple. Lúc nào cũng Whipple hết.
con này nó có một máu đây các bạn nhìn kìa. Một máu của Whitburn nó vẫn không vô. Trời ơi, Pokemon nó Mesa thiệt là khủng khiếp. Con nào cũng khó thu phục hết. Ơi, Dustborn đi. Dustborn rồi thử mày có sợ không con. Ủa, không thành công luôn. Một máu mà không, vẫn không thành công luôn, khó nha. Tiếp tục là quả Dustborn tiếp tục nha. Mình khá là cân nhắc về quả Dustborn và Tamaborn đó. Nhưng hãy thử xem nào. Đó đây, cái con Bargain này các bạn. Yes, thành công rồi. Và Bargain thách đấu mày luôn nha con. Bargain hả mày. Ủa, skill gì của nó đẹp quá vậy. Bargain nè. Ok. Nó là xịn lắm luôn. Ở đây mình đang tiến hành thu phục thêm mấy em Charizard nữa các bạn ơi. Nãy giờ mình có được mấy em rồi. Lần này chúng ta sẽ cố gắng thu phục thêm để chọn cái con mà nó có nature thích hợp. Các bạn thấy không, sức mạnh của Ribbitbon đó các bạn chính là quả cầu bắt lại. Con này là kích thước small và không cộng không trừ, khá là hợp cho mình đó. Và mình vừa đạt cái thành tựu got it. Cái Wurmhu này xuất hiện hoài nha. Con gì đây? Đây là cấp 2 của cái con chim trong cái quả trứng hồi nãy các bạn. Đây là Manibus. Chúng ta sẽ cố gắng thu phục nó luôn nha. Wow, cấp 63. Wow, những con cấp cao như này tí nữa mình có thể luyện cấp thoải mái cho em Combuskin rồi. Rồi, được rồi. May quá, trước khi chết Incineroar nó đã cấu được một mớ máu rồi. Rồi, lần này thì để dành cho Whitburn. Không thành công rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua quả khác nha. Summerborn đi. Cấp 60 mấy rồi, biết dùng quả gì nữa. Cứ Whitburn và Summerborn thôi. Này giờ con Charizard kia nha. Tôi mê rồi đó. Tí nữa tôi quay lại tôi bắt đó. Mình khá là thích mấy con Charizard các bạn ơi. Nó lại xịn luôn. Và lần này thì như thế nào đây? Không thành công rồi. Khó nha. Chúng ta sẽ lại tiếp tục với Tamaborn thôi. Cứ Tamaborn mà xả. Thoải mái luôn. Vẫn không thành công luôn. Khó nha. Chưa tới 11 quả mà, có gì đâu phải sợ. Chuyển qua Manaphy để thu phục cho nó dễ hơn nè. Tamaborn. Lần này thì như thế nào đây? Trời ơi, không thành công. Tôi lại tưởng thành công rồi chứ. Rồi, cho mày thêm một quả nữa nha con. Cho mày một quả nữa đó. Để coi lần này mày có dám không chịu khuất phục không. Tôi giết mày luôn đó. Yes. Nó sợ quá, nó khuất phục luôn rồi các bạn. Trời ơi, ok. Chúng ta lại tiếp tục lên đường thôi. Tiếp tục thu phục với em Charizard này thôi nha. Nãy giờ thì mình vẫn đang vòng vòng ở đây để mà luyện cấp cho em Combuskin. Các bạn thấy nó đã đạt được cấp 35 rồi. Và đây, em Mandibus cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình đang luyện cấp cho nó bằng con Mandibus và Charizard. Những con đó thì nó xuất hiện khá là phổ biến ở vùng Mesa Prime. Các bạn có thể qua những vùng đó để mà tìm nha. Luyện cấp cho Pokemon các bạn siêu đã luôn. Lần này chúng ta sẽ đi giết em Mandibus này cái nha. Mandibus. Vẫn không có tác dụng hả ta. Tiếp tục. Lần này nó chết rồi. Và được Combuskin cuối cùng nó cũng đã tiến hóa rồi. Nãy mình được skill Focus Energy nhưng mà mình đã không có học nó đâu. Skill đó không có gì hấp dẫn đâu. Đây, Blaziken nhìn rất là ngầu các bạn. Thay bằng skill Peck này đi. Blaziken, để mình xóa em Manibus đi luôn. Manibus. Có con Houndour nè. Rồi, trước mắt là chúng ta test cái đã. Mình sẽ test thôi. Dứt cái em Houndour này trước rồi chúng ta sẽ đi test Mega của em Blaziken nhé các bạn. Đây. Ui, sao vẫn không có tác dụng với nó nhỉ? Chuyển qua Ziggurat thử nha. Sự thử như thế nào? Đích luôn nha. Ui, thành công luôn. Tưởng mà không thành công nữa là chết tôi luôn đó. Ok, nó lại xịn.
Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành đi test mega của em Blaziken. Đâu rồi? Blaziken này, đây. Chúng ta sẽ lên bờ luôn. Leo lên bờ thì là khổ quá đi. Đây, test mega cho các bạn xem luôn nha. Chúng ta sẽ bấm cái net external move, nó có cài phím nữa, và bấm nút là được rồi. Nhìn rất là ngầu luôn nha. Trời ơi, Blaziken. Nó khi lên mega nó sẽ có lửa ở chỗ hai cái nắm đấm đó các bạn. Nó sẽ ra được 4 bọc lửa. Wow, các bạn nhìn ngầu chưa? Rồi, con này thì cộng speed nhưng mà trừ attack, kích thước thì nguyên mẫu. Mình rất là khoái mấy con như này. Test luôn bằng em Cagnia này. Mày láo mày, cho mày đi về chầu Diêm Vương luôn nha con. Đó, một hit là nó đi luôn rồi. Mình đã được thành tựu Get Your Greenon rồi. Get Your Brindon, rất là tiện luôn. Ngon, có như vậy chứ. Ok, và cuối cùng mình cũng đã thực hiện xong thử thách thứ tư của các bạn rồi. Đó chính là tiến hóa Blaziken. Mình đã bonus thêm là tiến hóa Mega Blaziken luôn đó. Ở đây nó có một cái rương nè. Chúng ta cứ thử trong cái rương này có gì nhỉ. Có silicon, có đuốc và nem tác. Ai, cũng được. Cũng tạm tạm thôi. Bên đây còn gì hot nữa không? Hôm bữa mình thấy còn cái gì ở đây nữa mà. Trời ơi. Rồi, thế là chúng ta đã hết rồi các bạn ơi. Charizard. Thêm một con nữa nè. Lần này chúng ta sẽ bắt luôn cái con Charizard này luôn nha các bạn. Charizard cấp 50. Nãy giờ mình cũng bắt rất là nhiều Charizard rồi. Lần này thì Flamethrower nó thôi. Flamethrower. Đã nha. Hiệu ứng skill cực đã luôn. Thêm một con Charizard mới nữa kìa. Hay, thiệt là xịn. Chúng ta sẽ sử dụng luôn quả Whipball. Nếu mà không sử dụng Whipball các bạn có thể dùng luôn quả Ribbitball cũng được. Ribbitball thì có thể dùng để bắt lại những con Pokemon mình có rồi nha. Không thành công hả? Hay, không thành công thì qua Ribbitball thôi. Có gì đâu phải sợ. Đây. Ribbitball. Nãy giờ mình xài cũng khá. Ok, Ribbitball. Không thành công. Thêm một con Charizard nữa kìa. Đúng là thiên đường của Charizard và Mandibuzz mà. Rồi cứ gặp từ đó hoài thôi các bạn ơi. Nó xịn quả trưởng luôn. Ribbitball tiếp nha. Ribbitball. Và lần này thành công rồi. Nó lại tuyệt vời lắm luôn. Chúng ta sẽ search tên mấy em Umbreon và Espeon. Ngoài ra mình sẽ search luôn hai con đó chính là Leafeon và Glaceon nha các bạn. Hôm bữa mình quên. Mình search với 4 loại EV thôi. Đây, con này còn speed nhưng mà trừ defense. Kích thước giant mình sẽ sử dụng luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ sử dụng thay cái con Swanna luôn nha. Lấy cái band ra, chúng ta sẽ sử dụng nó thôi. Đó, Charizard. Bạn thấy nhiều không? Rất là đã luôn, nhìn rất là ngầu luôn. Đây nó còn có thêm em Houndoom nữa kìa. Charizard. Đây là Charizard mới đấy các bạn, nó mới được cập nhật đó. Nhìn cái mặt nó ngu ngu hơn một xíu rồi. Cái mặt của con trước thì nó không có ngu. Chỉ con này nó mới ngu thôi. Mình vừa cho nó sử dụng cái external move, đó chính là phun lửa ra các bạn. Rồi, để mình giết cái con Houndoom này luôn nha. Wow. Houndoom này nó có hiệu ứng skill rất là đã luôn các bạn. Nhìn rất là xịn nha. Đít nó một phát. Chưa tới nửa cây máu nữa. Chúng ta trụ không nổi rồi. Chuyển qua NT thử nào. Sacrifice. Trời ơi, không thể gây cháy nó. Tiếp tục. Mày đã xác định với tao rồi. Hên quá nó không sử dụng skill hồi nãy. nó chỉ bắn lửa vào mình thôi. Bắn lửa hả? Ember sao lại Fire Blast của tao? Fire Blast khác nữa nè con. Mày nè. Đó, Rasium. Quá là xịn luôn. Ok. quá đã. Thế là ngày hôm nay mình đã thực hiện xong các thử thách của bạn đã đặt ra. Thử thách đầu tiên
đó chính là Charizard. Thử thách thứ hai đó chính là Mega Blaziken, bộ ba Kalos đó. Và cuối cùng là Beldum, một trong những bộ con Pokemon khó nhằn nhất trong cái Bismon này luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.